đi chợ Foodray Market nha bà con. Đó, Foodray Market. Đây, anh Lim đang chạy lên chỗ đậu xe các bạn. Phải đợi mấy người đi bộ rồi anh ơi. Hello, chào cả nhà. Anh Lim đang lại lấy ticket đây, đang đi ra chợ nha. Đi không đi thang máy mà đi đâu kỳ vậy trời. Ờ, nó không biết đi đâu, nó không biết nó đang được. Đi đâu nữa. Đến đâu cả lũi tử. Mà nó đi 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 thang bộ chỗ đường ta chạy xe lên nó nguy hiểm lắm một. Không biết. Ờ, tội nghiệp đi đâu trời. Ta để cái cột gì mà còn quẹo được nữa anh à. Giỏi. Giờ nó không cho nguy hiểm á, giờ nó làm. Ta để sorry đó. Luôn đó. Bữa hôm ta để cái cột không à. Ê, trời 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 đâu ngược chiều vậy. Cho nó chạy lên đi. Đi chờ đâu chạy ngược chiều rồi. Rồi đi ở trong thang máy đi ra đây ngay chỗ khu này bán đồ ăn nha bà con. Đây lại ăn bún mắm của cô Nga nha. Bây giờ mới 10 giờ gần 10 giờ rưỡi à. Đó, bên tiệm bên kia đang nghỉ hô đê 2 tuần lận nha. Rồi bây giờ Lan với Liêm coi có chỗ không vô ngồi ăn. Tại ở trong ngồi cũng đầy hết rồi. Mới có 10 giờ mấy rồi bún mắm rồi. Đắt dễ sợ luôn. Sao nóng nhiều nhiều chút nha. Nó đâu đúng bao nhiêu tô à. Ai muốn ăn nữa thì bữa khác. Cái nồi nó cho lớn. Cái nồi cho lớn à. Bán đắt dữ lắm. Mới có 10 giờ rưỡi tới rồi hết bún mắm rồi. Mà 10 giờ trà Nga mới mở cửa nha. 10 giờ rưỡi hết rồi à, dễ sợ chưa. Đây hai tô bún mắm của Lan với Lim gai nha bà con. Trời nhìn ngon và hấp dẫn không? Mà như còn có một hay cô tô gì nữa là hết luôn rồi đó. Là coi như cô Nga nấu đúng bao nhiêu tô bán vậy thôi chứ không có nấu nhiều nha. Chứ không phải bán đắt rồi qua bữa sau nấu nhiều thì cũng có. Rồi Lan với Lim mời cả nhà ăn bún mắm nha. Mời cả nhà. Nói chứ không ăn cái gì thèm bằng ăn bún mắm á. Lâu lâu không ăn là thèm à bà con ơi. Cô Nga này nấu theo hương vị ở Cà Mau nha. Nên anh Liêm anh thích lắm. Đi chợ lâu lâu là ghé ăn của cổ à. Thôi Lan mời cả nhà nghe là làm một chén nước mắm ớt đi. Anh Liêm nói cay, ớt cay. Nhưng ăn cay cay, chua chua rồi nặng chanh thì vô ăn mới ngon nha. Thôi Lan làm một miếng nước mắm. Bữa nay cũng nóng nè bà con, mà giờ này cũng Nga bán hết trơn rồi, bún mắm hết luôn rồi đó. Nãy mấy người kêu muốn vô hỏi ăn nữa thì không có còn nữa rồi, hết rồi. Rồi thôi Lan mời cả nhà ăn bún mắm với Lan nha, mời cả nhà. Nói chung cô Nga nó bún mắm ngon lắm bà con, nên ăn mình cũng ghiền á. Vài bữa mà không ăn á là thấy cũng thèm thèm nha. Cô Nga để tôm này là tôm người ta luộc tươi ngoài biển nè bà con, nó dai, nó ngon, rất ngọt. Chứ không phải tôm mà nếu mình mua tôm mà còn sống thì mình luộc á, nhầm khi nó không có ngon bằng nha. Cái tôm này ta bắt lên ta luộc liền ngoài biển rất ngon. Lan mời cả nhà uống cà phê sữa đá với Lan nha. Mời cả nhà. Ăn rồi Lan đang đi lên tàu làm đi về nha. Nãy giờ ăn no bụng rồi bà con ơi. Đi về, đi biển chơi, dắt cháu nội đi biển chơi. Lan lợi trả tiền cao phạt nha. Lan lợi trả tiền nha, để vô. Nãy giờ đi chưa tới 1 tiếng đồng à. Xong. Coi xe anh Liêm đậu đâu. Đó. Rồi nãy giờ Lan với anh Liêm ăn uống no nê, lại đây nói chuyện vài câu có Honey. Đây cái ông này là ông Honey chicken của Lan nè. Đó, đang đứng trên cao phạt nè. Để Lan quay sơ cho bà con coi cái phong cảnh ngoài city đâu đây thấy nè nha. Đây là cái cổng xe lửa của Foodray nha bà con. Để Lan quay sơ ra ngoài cái cảng cho bà con coi nha. Đây cái cảng nó meo mình là đây. Đây cái cảng xuống hàng quá đồ biển nha. Ủa bữa nay phút cái cầu quét gây hả anh? Ê, phút cả. Còn ở đây nè, cầu phút gây bên đó. Còn thì có đớp mơ
không thấy. Để xe chạy chạy kia. Đi ở để hồi đây. Em qua. Đây, còn ở bên đây là city nha bà con, city nha. Đó, bây giờ quá trời bức rầy mà ta xây tạm quán mình nhiều quá. Anh né em chút lên. Anh này. Ai biết anh cũng đi quê nước Lao đi cho gặp anh ơi, xong cái đã sao. Quê nước Lao đi. Đây cổng xe lửa cũng lớn, là cổng xe lửa ở đây lớn. Anh đi mất là cái cầu bên cây rồi, là thấy phải cái cầu rồi. Đây là thấy cái cầu bên cây rồi nha, đây để làm con ở đây đó, cái cầu bên cây xe nó đang chạy tí 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 đó, bà con có thấy không? Đó là cái cầu bên cây là đó. Đấy, đây không không rõ xa, tại bây giờ cách biêu đường lên nhiều quá, cao quá không thấy nữa rồi đó. Cái cầu bên cây xe đang chạy chỗ ha mũi cây đó nha, cái cầu bên cây. Thôi tới đây hai chồng Lan kết thúc phim nha. Nãy giờ ăn uống mắm no bà con ơi, thôi thì mình đi chơi nữa nha. Để clip sau. Xin chào cả nhà. Hẹn bà con là clip sau. Nhớ đăng ký và chia sẻ ủng hộ giùm Lan. Xin chào cả nhà, bye bye. Không dám đi chợ tại có con chó trong xe, Lan để kiến xuống mà bây giờ chạy giết lên. Dắt nó đi biển.